Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9 năm 2020. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn mẫu sản phẩm nữa là bộ bàn ghế tần thủy hoàng, gỗ hương đá, cột liền, yếm liền, chân là chân cong. Bộ này là bộ cột 12. Bộ này gồm có 6 món cột liền. Và cái kích thước của nó thì như sau. Chúng tôi làm chiếc ghế đơn là dài 1m15, chiều cao 1m27, chiều sâu là 65. Thì trên màn hình các bạn đang xem đây là những người thợ của chúng tôi đang quét lót lần 1 cho bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá. Gỗ hương đá này được nhập khẩu từ Nam Phi và chúng tôi đã chọn vân chọn gỗ để lắp lên bộ đẹp cho khách hàng đã đặt hàng. Toàn bộ phần khung tranh chúng tôi làm dày 4 phân và ván chúng tôi làm dày 2 phân và đây là hàng 2 tầng cổ. Chân là chân cong, cột liền. Bên cạnh những bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ hương đá cột liền, chúng tôi còn những bộ bàn ghế tần thủy hoàng gỗ mun đuôi công, gỗ gõ đỏ, gỗ mun hoa hay còn gọi là gỗ mun Lào. Thì các bạn có thể xem thêm ở trang chủ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Những người thợ chúng tôi đang lót nước đầu tiên mà nhìn qua thì các bạn đã thấy được cái sắc vân của nó rồi, toàn bộ là vân thật. Chúng tôi không vẽ vân. Toàn bộ đây là vân tự nhiên của chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Và bên cạnh những bộ bàn ghế tần thủy hoàng vách trơn như này thì chúng tôi còn các cái bộ bàn ghế vách đục tứ quý 4 mùa xuân hạ thu đông. Bộ bàn ghế này cũng được chúng tôi chọn vân chọn gỗ rất là đều, vân đẹp từ đằng sau lên đằng trước. Bộ này gồm có 6 món và chiếc ghế dài thì chúng tôi làm kích thước là 2m60, chiều sâu 65 và chiều cao cũng là 1m27. Phần yếm là chúng tôi làm dày 3 phân. Tôi xin nhắc lại đây là nước lót đầu tiên cho bộ bàn ghế tần thủy hoàng. Bộ bàn ghế này cũng được đánh giá là bộ bàn ghế ưa chuộng nhất năm 2020. Cũng được nhiều khách hàng dùng và tin tưởng đặt cơ sở đồ gỗ Hiền Lành qua thị trường đồ gỗ online. Quý khách không thể về xem được thì quý khách có thể xem qua video của chúng tôi tại địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành thì quý vị có thể xem được các cái hình ảnh. Chúng tôi luôn cập nhật các cái hình ảnh mới nhất của bộ bàn ghế tần thủy hoàng trong trang chủ fanpage Facebook Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc Zalo 0986 883349. Cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lành thì nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong video này chúng tôi sẽ quay cái công đoạn nước lót 1 để cho quý vị xem. Bình thường hàng mộc gỗ hương đá thì nhìn nó màu nó hơi hồng hồng và có khi là hơi trắng, nhưng khi lót lên thì quý vị có thể thấy được cái sắc vân của nó chuyển màu, chuyển sang màu hồng và màu hơi vàng vàng. Bây giờ chúng tôi đang lót đến chiếc ghế đơn thứ hai, cũng có cùng kích thước là 1m15, chiều cao 1m27 và chiều sâu là 65. Phần đôn thì chúng tôi làm vuông 40 và bàn đầu bàn thì chúng tôi làm 70 x 40. Chiếc bàn to thì chúng tôi làm 70 x 1m4. Đây quý vị có thể xem trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ Hiền Lành mà không cần về. Quý khách có thể xem qua video. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành. Chúng tôi sẽ cập nhật các cái mẫu ghế tần thủy hoàng mới nhất cho quý khách tham khảo. Tôi sẽ quay rất chi tiết từ phần chân lên đến phần trương. Bộ này là bộ chúng tôi làm 2 tầng cổ, quý vị có thể xem nhé. Thì giá thành nó sẽ cao hơn cái bộ bình thường. Quý khách ưng mẫu nào, quý khách có thể gửi về Zalo 0986 883349 thì chúng tôi sẽ tư vấn hoàn toàn miễn phí cho quý vị. Chúng tôi làm cơ sở sản xuất trực tiếp không qua trung gian. Chúng tôi sẽ giới thiệu tất cả các quy trình từ khâu mộc đến khâu hoàn thiện. Quý khách xem về cái sắc vân của nó này, vân da báo rất đẹp, chất liệu gỗ hương đá nhập khẩu từ Nam Phi. Và đây mới chỉ là nước lót một thôi, nó đã đẹp như này rồi. Thì khi hoàn thiện thì vân đẹp lung linh, gỗ là gỗ tự nhiên. Chúng tôi đang sản xuất rất nhiều các cái bộ bàn ghế gỗ mun hoa cho khách hàng đã đặt hàng. Bộ bàn ghế này là gồm 6 món, một ghế dài, hai ghế đơn, một bàn to, một bàn trà và một đôn.
Bộ này là chúng tôi làm theo yêu cầu của khách hàng ở Thanh Hóa. Đây toàn bộ cột là cột liền. Để phân biệt với các cái bộ chúng tôi làm cột ghép. Bộ cột ghép thì chúng tôi làm giá thành nó rẻ hơn, còn bộ cột liền thì giá nó sẽ được đẩy lên. Thì quý khách lựa chọn tùy theo cái không gian phòng khách của mình. Phòng khách nhỏ thì chúng ta sẽ dùng bộ nhỏ và giá thành nó sẽ giảm đi. Và đây là các bạn đang xem, đây là chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này chúng tôi làm kích thước là 2m6, sâu 65 và cao 1m27. Và đằng sau đây là chiếc bàn. Bàn thì chúng tôi chạm vào chống đồng Đông Sơn ở trên phần mặt. Trong video trước tôi đã giới thiệu hai bộ rồi. Một bộ là bàn chạm chống đồng, một bộ thì bàn chạm sơn thủy hữu tình. Có những mặt bàn thì chúng tôi lại chạm là thuận buồm xuôi gió rất nhiều. Tùy theo nhu cầu của quý khách. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để ủng hộ cơ sở ngày càng lớn mạnh trên thị trường đồ gỗ online. Quý khách cần giới thiệu mẫu mã sản phẩm thì quý khách hãy bình luận ở phía dưới video. Chúng tôi sẽ nhận được và chúng tôi sẽ phản hồi lại. Và trong video tiếp thì chúng tôi sẽ giới thiệu để cho quý vị tham khảo. Đây là chúng tôi để vách trơn. Còn các bộ nữa thì chúng tôi có vách tứ quý. Quý khách nếu ở gần, quý khách có thể đến cơ sở đồ gỗ Yên Lanh nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Y Yên, tỉnh Nam Định để xem hàng trực tiếp. Về phần vân gỗ cũng như là về kỹ thuật làm bàn ghế. Quý khách hãy cứ liên hệ với chúng tôi qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn. Đây là chiếc ghế dài trong bộ bàn ghế tần tiểu hoàng gỗ hương đá 6 món. Đây là khi chúng tôi lật xuống để lót ở dưới gầm. Thì quý vị có thể xem được mặt sau. Toàn bộ là vân gỗ tự nhiên. Mặt chân là chân cong. Quý khách hãy đăng ký kênh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.